Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quỳ Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24, họp kỳ thứ 26. Đoàn tổng vụ hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ thăm và làm việc tại Quỳ Châu. Đánh giá giữa kỳ dự án mở rộng phát triển chuỗi giá trị mây lùng. Đại hội chi bộ văn phòng Hội đồng nhân dân ủy ban dân huyện nhiệm kỳ 2015-2017 triển khai tháng hành động phòng chống HIVS của chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi bài quyết tâm cai nghiện để thành người có ích. Bây giờ là nội dung chương trình. Ngày 2 tháng 12 năm 2014, ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 24 đã họp kỳ thứ 26. Đồng chí Lương Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào hai dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2014, định hướng năm 2015 dự thảo báo cáo công tác kiểm tra đảng năm 2014 và định hướng năm 2015. Năm 2014, huyện Quỳ Châu đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, đưa tổng giá trị sản xuất lên 1.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,5 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 17 tỷ đồng, trồng rừng vượt kế hoạch đạt 1.320 ha. Ban thường vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các công việc tồn động một cách kịp thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như cầu, đường, điện, chợ và các công trình phúc lợi công cộng, chỉnh trang đô thị, tăng cường tiếp xúc và làm việc với cơ sở, đối thoại với nhân dân, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, bám sát chủ trương kết luận của lãnh đạo tỉnh để thực hiện các dự án trên địa bàn. Thực hiện tốt chỉ thị 17 của tỉnh ủy và quy định 740 của huyện ủy về giờ giấc làm việc và cấm sử dụng rượu bia trước trong giờ hành chính. Dự thảo báo cáo cũng đã nêu lên 5 tồn tại, hạn chế, Năm nguyên nhân, đề ra 24 chỉ tiêu, 12 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng trong năm 2015. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phân công các đồng chí ủy viên trên các lĩnh vực công tác của mình, bám sát cơ sở, tập trung chỉ đạo tổng kết năm 2014, định hướng năm 2015, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 600 năm danh xưng Quỳ Châu, thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh, huyện về công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng gắn việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với nghị quyết trung 4 khóa 11. Buổi chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện tiếp tục triển khai nội dung về công tác cán bộ, thực hiện bỏ phiếu tiến nhiệm các chức danh ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban dân huyện bị khuyết do nghỉ hưu và luân chuyển công tác theo thông báo 1333 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thường trực tỉnh ủy. Ngày 3 tháng 12, đoàn công tác của Tổng vụ Hợp tác Phát triển Bỉ do bà Bơ Be, Tổng vụ Hợp tác Phát triển Bỉ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban dân huyện Quỳ Châu để tìm hiểu tình hình thực hiện dự án giảm nghèo tại huyện Quỳ Châu, gọi tắt là Porit. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Phạm Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, về phía huyện có đồng chí Phan Đức Đồng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Dự án Porit hay còn gọi là dự án giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế tại huyện Quỳ Châu và cấp tỉnh Nghệ An do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và Ủy ban dân huyện Quỳ Châu quản lý với nguồn vốn ODA, viện trợ không hoàn lại của chính phủ Vương quốc Bỉ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án được triển khai ở cấp tỉnh và huyện Quỳ Châu với mục đích là giảm nghèo thông qua việc tăng cường năng lực về công tác lập kế hoạch trong thời gian 5 năm từ năm 2009 đến năm 2014. Mục tiêu tổng thể của dự án là xúc tiến phát triển kinh tế xã hội hướng tới người nghèo thông qua hỗ trợ cải cách hành chính công tại cấp tỉnh, huyện và xã. Mục tiêu cụ thể là tăng cường năng lực thể chế cho chính quyền địa phương trong phân cấp, lập kế hoạch ngân sách, theo dõi đánh giá, thực hiện và cung cấp dịch vụ phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính công. Quỹ phát triển Quỳ Châu bắt đầu triển khai vào năm 2011, thực hiện tại 12 xã. Đến nay đã đạt được một số kết quả như cải thiện phân cấp lập kế hoạch, ngân sách và hệ thống theo dõi ở các cấp, cải thiện cách thức lập kế hoạch cấp huyện và địa phương về phát triển kinh tế, cung cấp dịch vụ và hạ tầng quy mô nhỏ, cải thiện phân cấp thực hiện kế hoạch phát triển, cung cấp dịch vụ hướng tới người nghèo và hạ tầng quy mô nhỏ tại các xã và huyện Quỳ Châu. Dự án đã thực hiện 205 công trình theo lựa chọn ưu tiên của cộng đồng với ngân sách là 1.314.000 euro, trong đó 856.000 euro nguồn vốn của chính phủ Bỉ và 458.000 euro vốn đối ứng. Các công trình bao gồm nhà cộng đồng, đường giao thông, trung tâm y tế, hệ thống thủy lợi, mô hình chăn nuôi, mô hình trồng rễ hương, máy cắt giấy làm hương vân vân. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Bơ Be, tổng vụ hợp tác phát triển Bỉ đã ghi nhận những thành công của dự án khi triển khai tại cấp huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Đồng thời mong muốn khi kết thúc dự án thì những tư duy về lập kế hoạch sẽ được nhân rộng các địa phương trên toàn tỉnh. Buổi chiều hôm nay, đoàn tiếp tục đi khảo sát thực tế tại các xã, thị trấn huyện Quỳ Châu, tham quan các hợp phần đầu tư như đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, phát triển kinh tế địa phương và dịch vụ công. Tổng kinh phí đầu tư cho hạng mục này là gần 44 tỷ đồng, trong đó vốn bỉ là 22 tỷ 942 triệu đồng. Quỹ đầu tư phát triển Quỳ Châu đã góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội của các xã, nguồn kinh phí đầu tư đã đáp ứng một phần nhu cầu của người dân và cán bộ trên địa bàn huyện Quỳ Châu và là bài tập thực hành hết sức hữu hiệu, hiệu, góp phần thúc đẩy việc lập và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã. Ngày 2 tháng 12 năm 2014, tại huyện Quỳ Châu, Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ SDC tổ chức Ốc Farm Hồng Kông, công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong đã tổ chức buổi đánh giá giữa kỳ về dự án Mở rộng phát triển chuỗi giá trị mê lùng cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn 4 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu và Quế Phong. Dự án mở rộng phát triển chuỗi giá trị mê lùng cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn 4 huyện: Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu và Quế Phong, tỉnh Nghệ An được triển khai trong 3 năm từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2016. Mục tiêu tổng thể của dự án này nhằm hỗ trợ tăng thu nhập tạo thêm công an việc làm cho người dân tộc thiểu số nghèo thông qua phát triển chuỗi giá trị mây và lùng tại địa phương. Tại huyện Quý Châu, sau khi triển khai các hoạt động can thiệp của dự án, nhìn chung, qua đánh giá của Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ SDC, thì người dân đều nhận thấy cây lùng là một nguồn thu quan trọng. Trên thị trường hiện nay đang có nhu cầu thu mua nguồn nguyên liệu này. Tuy nhiên, chưa có sự gắn kết giữa nông dân với các doanh nghiệp hay giữa Hiệp hội Mây Tre Đan của tỉnh do đó chưa phát huy được các chuỗi giá trị mê lùng tại hội nghị đại diện hai huyện quý châu quế phong và công ty trách nhiệm hiếu hạn đức phong đã đóng góp một số kiến nghị điều chỉnh để phù hợp và phát triển hiệu quả trong các năm tiếp theo như dự án cần hoàn thiện chuỗi giá trị mê lùng nhân rộng mô hình cần xây dựng mối quan hệ giữa người dân và doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với bao tiêu sản phẩm giáo dục ý thức lao động sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số cung cấp trang thiết bị công nghệ hiện đại để hỗ trợ khai thác chế biến tư lùng. Cần có thông tin hai chiều về nơi cung cấp nguyên liệu cũng như bên dùng sản phẩm mây lùng, tăng cường quảng bá các sản phẩm mây lùng. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tính bền vững của chuối giá trị mây lùng. Sáng ngày 5 tháng 12, tại xã Châu Hạnh, huyện Quý Châu đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIVS năm 2014. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Châu Hạnh. Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIVS năm 2014 với chủ đề không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIVS. Trong những năm qua, công tác phòng chống HIV trên địa bàn huyện Quý Châu đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp tuyên truyền của các cơ quan chức năng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó nhận thức của nhân dân từng bước được nâng cao. Lũy tích đến tháng 11 năm 2014, toàn huyện đã phát hiện 534 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 290 ca chuyển sang AIDS, 135 người đã tử vong, 253 người đang được điều trị ARV. Sau lễ meeting, đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia xuống đường diễu hành tuyên truyền trên một số tuyến đường chính của trung tâm huyện và các xã lân cận. Chiều ngày 4 tháng 12, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban dân huyện Quỳ Châu đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban dân huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu tham mưu giúp việc cho thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân trong hoạt động chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn công tác quản trị tài vụ được đảm bảo công tác tiếp công dân tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân được cải tiến theo hướng phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân công tác văn thư lưu trữ được thực hiện tốt đảm bảo thông tin kịp thời chính xác cũng như phục vụ tốt việc truy cập thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành công tác xây dựng đảng được quan tâm đúng mức tri bộ thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên phát động và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp thêm một đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 10 đồng chí. Qua xếp loại hàng năm, có trên 22% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78% đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể 3 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội đã bầu chi ủy mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Phan Huy Tân, Tránh Nguyên Phòng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với các phòng ban ngành cấp huyện kiểm tra nghiệm thu đường giao thông nội đồng tại xã Châu Tiến. Xã Châu Tiến xây dựng đường giao thông nội đồng gồm 17 tuyến với hơn 5 km với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Để xây dựng được con đường này, xã Châu Tiến đã tranh thủ từ các nguồn Chỉ thị 08 về dồn điền đổi thửa, Quyết định 09 về việc chỉnh trang đồng ruộng và Nghị định 42 về hỗ trợ sản xuất đất trồng lúa. Tại buổi nghiệm thu, các phòng ban ngành cấp huyện đánh giá cao kết quả thực tế. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường giao thông nội đồng đã bước đầu hoàn thiện, với thiết kế phù hợp để đảm bảo đưa cơ giới hóa vào sản xuất thông suốt các xứ đồng. Tuy nhiên, để công trình có chất lượng về lâu dài, cấp ủy chính quyền xã Châu Tiến và bà con nhân dân cần tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ để đường nội đồng phục vụ tốt cho việc sản xuất của bà con nhân dân. Trong thời gian tới, huyện Quý Châu sẽ tổ chức cho các xã về tham quan, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương. Chiều ngày 5 tháng 12, Hội Cựu Chiến binh huyện Quỳ Châu đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng hội năm 2014. Đồng chí Vi Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tham dự hội nghị. Trong năm qua, Hội cựu chiến binh đã kết nạp thêm 47 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 2.267 người. Công tác xây dựng hội cựu chiến binh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội cựu chiến binh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân gần 2 tỷ đồng cho các gia đình cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình có học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, duy trì và phát triển nghề sản xuất hương trầm tại thị trấn Tân Lạc với 28 hộ cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng trên một năm. Tổ chức hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu đạt 86,4%, tham gia ủng hộ các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước như Quỹ Nghĩa Tình Đồng Đội với hơn 127 triệu đồng, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất động màu da cam hơn 40 triệu đồng, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, như nói chuyện về truyền thống cách mạng 16 buổi cho hơn 3.000 người phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Cựu chiến binh đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2015, tiếp tục nâng cao chất lượng Hội Cựu chiến binh các cấp, thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập hội, Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức trao kỷ niệm trương cựu chiến binh cho 13 đại biểu lãnh đạo đảng, cơ quan, tổ chức, đoàn thể của huyện Quỳ Châu. Đã nghiện ma túy thì việc cai nghiện trở thành người có ích cho xã hội là một chặng đường gian nan, bởi nếu không có quyết tâm cao sẽ dễ tái nghiện lại. Nhưng có một người đã cai nghiện thành công và hơn 4 năm qua anh trở thành có ích cho xã hội. Đó là anh Vi Văn Lân, bản lè xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu. 8 năm về trước, do không làm chủ được bản thân, nghe theo lời bạn bè xấu, anh Lân đã sử dụng ma túy. Ban đầu thử cho biết, để chứng tỏ bản lĩnh. Rồi nghiện lúc nào không hay, tài sản trong nhà lần lượt đổi nón ra đi. Năm 2010, với quyết tâm làm lại cuộc đời và sự động viên của người thân, sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, anh đã tự nguyện đi cai nghiện và đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Trở lại quê hương với hai bàn tay trắng, lo chồng tái nghiện, rình rập. Chị Đào vợ anh ngày đêm khuyên nhủ chồng, lo làm ăn. Chị đã mảnh dạn, vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách dành cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn đó, vợ chồng anh đã đầu tư chăn nuôi bò và trồng mía. Đến nay, vợ chồng anh đã làm được ngôi nhà nhỏ và từng bước thoát nghèo. Nhưng điều hạnh phúc nhất là anh đã đoạn tuyệt với ma túy trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Sau khi cái nghiền thành công với thì tải hòa nhập về cộng đồng thì bản thân tôi cũng cố gắng cùng gia đình phát triển kinh tế gia đình tuy nhiên nó còn gặp rất nhiều khó khăn vì không có nguồn vốn thì cũng mong các cấp chính quyền xem xét để giúp đỡ những thành phần đi cai nghiện như chúng tôi về để có cái nguồn vốn nào đó để phát triển kinh tế trong gia đình qua hơn 4 năm tái hòa nhập cộng đồng, anh luôn tích cực cùng công an xã và ban cán sự bản làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất. Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, bản lè không có tệ nạn xã hội, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là ma túy. 100% hộ dân làm tốt nghĩa vụ nhà nước cũng như của địa phương. Đặc biệt, đối với những thanh niên có biểu hiện vi phạm, anh luôn tích cực cùng tìm ra biện pháp để giáo dục giúp đỡ bởi hơn ai hết anh đã thấy được biết được tác hại và hậu quả của ma túy đối với cuộc sống của con người như thế nào với anh Vui Văn Lân thì sau khi đã à, tái hòa nhập cộng đồng và đã được à, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là đặc biệt là à, ngành công an à, tạo điều kiện giúp đỡ à, cho anh để hòa nhập với cộng đồng đồng thời là xây dựng gia đình nhóm no hạnh phúc để uh, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế uh, của của hộ gia đình uh, nhưng uh, hiện đối với xã xã hội hiện nay thì nó còn uh, khó khăn về uh, uh, cho người nghiệp tiếp cận đối với các cái nguồn vốn vay của uh, nhà nước thì trong thời gian tới uh, chúng tôi cũng mong rằng À, các cái các cấp các ngành cũng như các cái cấp hội ở địa phương quan tâm hơn nữa đối với những người đã cai nghiện thành công và đã tái nhận hòa nhập à, đối với cộng đồng để giúp à, phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như à, đảm bảo về an ninh trật tự an toàn xã hội giảm giảm các loại tệ nạn à, xã hội tại địa bàn. Tuy nhiên, để những người nghiện hoàn lương thành công như anh Lân, Ngoài sự nỗ lực của bản thân họ thì rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, của chính quyền địa phương và của người dân trong cộng đồng, xóa bỏ rào cản, sự kỳ thị. Có như vậy mới tạo điều kiện cho họ tránh xa ma túy, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Chiều ngày 2 tháng 12, Công an huyện Quý Châu đã trao trả xe mô tô biển số 37F107174 cho chị Sầm Thị Hương, 36 tuổi, trú tại bản khoảng xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Trước đó, lúc 7 giờ 40 phút ngày 31 tháng 11, tại km 86 thuộc bản Hành Tiến, xã Châu Hạnh, Tổ tuần tra đổi cảnh sát giao thông công an huyện Quý Châu đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm lưu thông theo hướng Quế Phong Vinh. Tổ công tác đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra. Sau khi dừng xe, đối tượng bất ngờ chạy thẳng vào rừng, Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi, nhưng do địa hình đồi núi, đối tượng đã tẩu thoát. Qua xác minh chiếc xe mô tô mang biển số 37F107174, do đối tượng bỏ lại là xe của chị Sầm Thị Hương, 36 tuổi, trú tại bản khoảng xã Châu Kim, huyện Quế Phong, bị lấy trộm cùng ngày tại Quế Phong. Qua đây, Công an huyện Quý Châu cũng đã khuyến cáo bà con cần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình trước kẻ gian. Tối ngày 3 tháng 12, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quý Châu phối hợp với bản Húa Na xã Châu Hành đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng đoàn tổng vụ hợp tác, phát triển bỉ, thăm và làm việc tại Quý Châu. Đêm văn nghệ diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca múa mang bản sắc dân tộc như hát múa trầy hội hang bua, diễn sướng rượu cần, hát nhuôn, tình người Quý Châu do đoàn viên thanh niên và các nghệ nhân của bản Húa Na và cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quý Châu biểu diễn. Phần cuối buổi giao lưu là các hoạt động văn nghệ đoàn kết, uống rượu cần, nhảy sạp, đánh công chiêng và đốt lửa trại. Đêm văn nghệ đã gây ấn tượng cho đoàn công tác Vương quốc Bỉ và các khách mời. Các tiết mục văn nghệ đã góp phần tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, giao lưu, hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các phong tục tập quán, văn hóa, truyền thống dân tộc giữa huyện Quý Châu nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Với tổng vụ hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ, để cùng nhau phối hợp hỗ trợ nhân dân các dân tộc Quỳ Châu cũng phát triển. Chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình huyện Quỳ Châu xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại website www.quichau.nghean.gov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.